Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ có một đội hình của em Ngọc Anh à. Đội hình trên thì cũng khá là đẹp đấy chứ. Nếu mà đội hình này cho Gullit đây này. Cặp tiền vệ phòng ngự là Essien Balak, Jola, Joko, cánh vẫn chưa to lắm nhở. Nhưng tiền vệ đẹp nha. Trung vệ à? Con De Zaini này vẫn hơi yếu nhở. Jem to này, Cucu được rồi, check to. Cái trục giữa này của mày, bốn con này là đẹp lắm rồi đấy. Ở dưới thì sao nhở? Hazard, Muric, Torres. Nghĩa là De Zaini này có lên bán đi đấy. Con này vẫn hơi nhỏ so với cái tiềm lực của mày này. Joko, Jola thì thôi đôi cánh cứ đá tạm trước đã nhá. Còn tiền thì nâng cấp sau, anh nghĩ là mày nâng cấp một con thủ nữa đi. Cơ bản đội hình này cũng khá là đẹp chứ không phải tệ nhá. Cơ bản khá là đẹp. Đôi cánh thì có Hazard với cả Muric dự bị. Xem con trung vệ nào nào. Còn 600, ốp thêm con trung vệ cho nó cứng cái đội hình đã nhá. Quả tuyến giữa nhìn nét căng rồi đấy. Tomori đúng không nhỉ? Đéo được rồi, đéo đủ tiền rồi. Tầm này có mũi Silva à? Silva 8 à? Nếu mà lưng được con Tomori thì ngon quá nhỉ? Tôi nghĩ này anh em bán đi mấy cái con không dùng như ở Makenene này, De Zaini này. Ác của mày mà kiếm tí lực con Tomori thì đặt con Tomori này sợ còn đéo về kịp ý nhỉ? Tôi thích con Tomori này là vá hàng thủ vào là xong thôi. Đội hình này nó cũng không phải là tệ. Con này săn thì chắc là về được. Hết lực để đặt con mẹ rồi. Nói chung là đội hình của mày chỉ cần thế thôi mà. Xương xương nó cũng khá ổn rồi. Bán đi Tomori vào đây là vua. Form đội hình này cũng tương đối đẹp trai nha. Tứ hàng công chân 5 năm đều căng đét. Tiền vệ này khỏe nhỉ. Đội hình này đầu tư của Balak với Essien khá dã man đấy. Thêm một con Tomori 8 nữa vào đây là đẹp. Đẹp leng keng luôn. Anh nghĩ là đội mình chả còn vấn đề gì khó khăn đâu. Thế là đẹp rồi. Ban đầu thì chắc cứ đá tạm con kia nhỉ. Nhưng mà anh nghĩ là mày thêm tí núa để đặt con Tomori là đẹp mà. Con đấy thì đáng mua đấy nhá. Phải cho lên ở phía trên nhá. Thế là ổn rồi đấy. Huấn luyện viên xem nào. Huấn luyện viên hơi yếu nhỉ. Hãy bán mấy con này đi. Ai cần ai kiếp dùng gì. Sợ còn đéo bán nổi mấy con này ấy. Con này thì gọi là chơi tạm ban đầu thì vẫn được thôi. Nhưng mà nếu mà anh em nâng lên to hơn thì vẫn ngon hơn. Đó thế thôi. Sau đó là mày đá thôi. Mùa gì danh này manh danh gì. Danh vàng à. Lên được thế giới rồi đây này. Anh nghĩ là chỉ cần thế này thôi. Đội hình này như thế này là vận hành là được rồi. Sau khi mà con Tomori về mà mày mua được cho anh ấy, sau đó anh vào là đẹp nhá. Là anh đá là ok hơn. Cho nó đủ vị. Còn nó cơ bản đội hình này vẫn khá ổn rồi nhá. Với cái tầm tài chính này, những con người này là được rồi. Khá là xinh đấy chứ. Bây giờ mà muốn đá thì anh ấy ngại và đá luôn á. Hôm nào về Tomori và vận hành nó đẹp. Bệnh này này. Chưa có tay cầm thì thật sự đó mới là vấn đề đấy em ạ. Giờ mà không ngon tay cầm luôn mà chịu em luôn đấy. Con này phải làm tí tay cầm vào đây nhá. Phải có tí tay cầm vào đá nó mới nét căng được nhá. Thử một trận nhá, thử một trận chắc chắn nó thắng rồi. Đá thử một trận cho em Ngọc Anh nào. Thử một trận nào. Cho tạm Torres vào là trung vệ nhá. Thử tạm một trận chấp trung vệ luôn, đá nó ngon. Không thì Essien vào là trung vệ đi. Torres lên đây cũng được. Trận đầu đá tạm thôi, đá tạm thôi. Ok sao à không chỉnh nhờ. Đây là vào thôi. Rồi chúng ta đến trận đấu này nào. Vào. Rồi bản đầu nhá, bản đầu nhá. Torres sút vẫn được quá nhờ. Torres mùa chen tính ra là một cái mùa giải nó đẹp dài anh em ạ. Pet 5 anh đấy là sướng hơn. Nếu em ta phong tay không quá nhỏ nhá. Phong tay vừa tí là dùng Pet 5 là ok rồi. Bắn tỉa xuống nhờ. Thằng này đội hình có khỏe nhưng những con người của Chelsea đủ sắc. Rudiger lên tận đây để lại đá luôn á. Anh Seva đá sắc thế. Đây phát chết luôn mà. Đéo bồi luôn ạ. Bạn Real Madrid này đội hình bạn có khỏe anh ạ. Nhưng mà chưa khai thác tối ưu được. Bởi vì sao anh em biết không? Chưa có một con tay cầm để xuất tay cầm. Chưa có. Thành ra nó vẫn hơi yếu. Đội hình mấy chục nghìn tỷ mà chưa có một con tay cầm thì nào hỏng. Đội hình bạn này setup vẫn ok này. Vẫn đội hình rất là nhiều giống kiểu quốc dân này. Nó đáng hai sơ đồ như vận động viên chuyên nghiệp này. Nhưng mà thiếu con tay cầm. Thì nó vẫn 4-0 thôi mà. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi trở lại đấy anh em ơi. Một ngày tôi vào tôi bắt cái long mạch của em Ngọc Anh. Thì ngày hôm nay sao nó lại như thế này. Sao kiếm đâu tiền mà mua Torres hacker vậy.
Úi rồi có cả Kevin 8, Pedro 8 mình nữa này. Ôi má lắc vẫn Gullit. Tuyến giữa và trung vệ với Tomori. Mày làm gì ra mà lắm tiền thế hả? Ôi phun vòng sự kiện luôn mà thay cả máu và đội hình này như này luôn cơ. Sợ quá nhở. Em làm anh bất ngờ đấy. Đội hình này thì bây giờ còn gán ai nữa đâu. Một ngày vào mà nhiều sự thay đổi thật. Torres HG khi mà phun kịch chạy 140-142. Và tôi đá thử trận đầu nhá. Ở dự bị vẫn còn Zoko với Zola này. Tôi bảo thanh lý mất mấy con kia là đi hết rồi mà. Không biết có thanh lý được không. Chắc là đập về thấp rồi. Rồi thử đá thêm 1-2 trận rồi vào với anh em nhá. Ok anh em nào xếp hàng vào đây nhá. Nhiều hãng nó update công nghệ và nó ra những cái chiếc tay cầm khá là chất lượng với mức giá tốt để nó cạnh tranh với Xbox. Tôi làm cái penalty mà ông Hoàng Cô Ben thì ngại anh em cái điều gì. Anh ơi có bàn AC Milan giải tay không? Có anh em ơi. PES 5 tay cầm mà bị trôi thì sửa mất tầm khoảng hết tầm khoảng 100.000 anh em nhé. Tầm đó. Chỉ phân phối từ khi Vader 4 Pro ra mắt thôi. Gấu đã rescan 10.000 đồng. CWX Boom, anh từng build ơn cho em mà mặt cười khiến kết bạn đau nhất. Ok gấu ơi. Công nghệ nó phát triển nhanh thế các bạn ạ. Mấy thằng tàu như nó kiểu nó cũng update đổi mới nhanh thật. Những năm gần đây nó phát triển khá nhanh nha. Và rất nhiều hãng nó tham gia vào cái thị trường đấy. Như kiểu mấy thằng game xưa bây giờ nó bỏ hết những cái mẫu cũ rồi. Những cái mẫu như kiểu game xưa T4W kép hoặc là T4 Pro nó cũng bỏ. Shop thì cũng cháy hết hàng mấy cái mẫu T4W kép rồi. Pedro chạy sướng nhỉ, như chưa có bước một sao á. Từ ngày có tay cầm bên anh có thể lúc đầu xuống một tí nhưng mà sau nó lại lên trở lại em trai. Mày đó. Ôi con Torres em mới mua về nó đáng đến từng đồng một luôn mà. Thằng kia vào đây. Ủa bẹn chưa, nó đánh tao đấy. Ủa đã hình khỏe đấy nhở. Có tí nữa chứng minh cho anh em vòng sự kiện mắc nào. Vẫn bị nó đè. Kevin gì, Kevin sút tệ vậy. Anh xem Torres một cái bản FD mà em học anh em xem đến thời điểm hiện tại thật sự là cười điên luôn đấy nhở. Tomori nó nhanh lắm. Bruno cứa này. Không cứa à, Bruno không ngại cứa đấy nhở. À dịch dê à. À bây giờ mới để ý quả con MU này nhìn cũng mê đấy nhở. Uầy con MU này đá mượt thế nhở. Dịch dê bây giờ mới nhìn ra quả MU đương đại kìa. MU đi này của mình sao nó cứ chậm ấy nhở anh em nhở. Nope. Cái đéo gì nữa. Hả? Cay điên luôn mà, quả cay điên luôn mà. Đó. Ôi quả FD lực vàng khe luôn mà vẫn vào với Fernando Torres. Bác chủ mà nhìn được quả Torres này đúng là kiểu đáng đồng tiền bát gạo này thì... Torres. Con Gullit trong đội hình này tôi vẫn chưa đá mượt anh em ạ. Thua đừng ọc anh nhé, khó đấy em ạ. Viễn cảnh đấy nó khó xảy ra đấy. Nhìn Torres nó cứa kìa. Con này đáng đồng tiền bát gạo ghê nhờ anh em nhờ. Khả năng tôi phải đi vào lịch sử của cái chương trình này đấy. Tôi phải đi vào cái lịch sử chương trình này đấy anh em ạ. Nhẹ thế. Làm mấy cái con 123 bú cho em thịnh. À quả MU đã khoai nhờ. MU vẫn là cái gì đó các bạn nhớ, vẫn là cái gì đó các bạn ạ. Ây à. Lại ao à. Cái gì đấy. Chứ nhiều quá nó mất hay anh ạ, nhiều quá mất hay. Nhiều quá mất hay. Torres nó đi bóng và nó chạy chỗ dứt điểm kìa.
có vẻ là sướng nhỉ. Gấu đá Wisken. Nghe xem. Nhiều chung cư tự nhiên chập điện mặt cười. Cay thế nhờ. Nhưng như là Torres của anh nó thuốc ghê quá em ạ. Khó. Anh vào bắt thì may ra đỡ được thật. Lỗi quá, team này đang làm hơi fail nhá. Rui ở đây thì bao giờ ngại Harry Kane. Ok, chọc kìa. Khẽ giọng bên kia luôn nhỉ, bên kia. Bên kia. Em mới xem lại, FB lực vàng mà vẫn vào thì là tiền nó chuyển từ vàng sang xanh hả anh em? Đó, nó chuyển từ vàng sang xanh. Chim trước là đã bại tướng chưa ấy nhỉ? Ôi à, thế phải xoay chậm đấy. Hôm qua 5-1 nghĩ ra của đêm chưa mua tay cầm rõ rồi em dài ơi. Chưa khắc phục thì làm sao mà phát triển được. Liệu đủ thách thức không đây? Đội này đã chưa form đét lắm nhỉ anh em nhỉ? Kiểu kiểu nó bị chớ nào nhỉ? Đi quá nhỉ? Eden Hazard. Torres. Rồi xong đấy, quả này vào rồi. Quá đấy nhỉ, xe vàng kìa. Khó quá anh em ơi. Để bỏ lỡ cơ hội như thế này gần như là không thể, với xe vàng nó chạy chỗ quá hay. Giúp mẹ đi, còn dùng ra. Ấy à. À, bắt quả gì cây đi, lỗi rồi, đang bị bắt góc gần kìa. Rồi, anh em phải làm tí penalty đấy, hôm qua tôi thua em Duy bằng penalty, tôi vẫn chưa lút trôi một tí nào đâu. Hôm nay tôi sẽ phải lấy lại những gì đã mất. Được pen này anh em theo đuổi là khó đấy. Thật sự anh em theo đuổi khó luôn đấy. Tí đi luôn mà. Trời ơi, bắt đúng hướng luôn mà. Vẫn xịt luôn mà. Zola. Đứng im với anh à. Giấu tên ơi, anh build được nhá. Mong anh build cho anh lo cho em được đấy. Ok chưa? Ok chưa? Torres, vua sút đen, Fernando Torres. Giờ tôi đã bè nó nét lắm luôn anh em ơi. Bản lĩnh em đứng giữa. Em chạy đi luôn mà, anh bảo bản lĩnh đứng giữa. Được chưa? Nguy hiểm nha. Em đi lê đã rescan 10.000 đồng. Anh Tú rén rồi. Theo đối thôi anh em ơi, mặt cười. Ai theo đổi đối của trận này? Mẹ khéo thế nhờ, vẫn di được ở đấy, vẫn rút được ở đấy luôn mà. Chịu mày luôn đi chứ. Quả đấy di chuyển tí đi nào, Gullit. Giờ thì Gullit trở lại rồi. Cô béo khôn đấy. May quá, mắt quả vị góc gần. Torres. Choáng ngay mà, ZD quả choáng ngay mà. Vì đó là giá trị của Fernando Torres HG8. Kết quả thì được chưa em Kha Phạm? Em không thách đấu nổi đâu. Mê điên luôn mà. Tôi không phục anh luôn mà. Hay quá nhở. Quả đấy hở có mẹ ra. Để ý là Kha Phạm này nó hay sút góc gần ấy. Nó rất hay sút góc gần nhá.